số, tôi cũng muốn tắt tiếng rồi. Mới đi công tác về tới đi đi công tác về quá khớp về tắt tiếng luôn. Ở đây có ai quê Vĩnh Long không anh chị? Rồi đây có ai quê Vĩnh Long Tiền Giang không? Tôi có đi xuống nhà của ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, nó mời về dưới tôi với giám đốc rồi đi về dưới xong về tới Quyền Văn Thức về hỗ trợ với làm việc tới 11 giờ xong cái lại nhà đó tôi tiếp xong cái tới 2 giờ về tới Vĩnh Long, bí thư chủ tịch Vĩnh Long chặn lại rồi ngồi cũng được 2 tiếng, xong trên đường về tới Tiền Giang thì chủ tịch với bí thư Tiền Giang chặn lại cái nó tới khuya không về tới đây. Tôi nói đi mỗi lần đi công tác là sợ tắt tiếng luôn. Cái phát hiện dịch ở bụng nha mấy chị thì bắt buộc mấy chị phải phát hiện được nha, học siêu âm cái đầu tiên phát hiện gì không được là tôi phát hiện cái nào mà không được tôi không nói, mà không phát hiện được dịch ở bụng là tôi cho gớt á. Siêu âm là nhạy với thằng dịch, dịch ở bụng với dịch màng phổi nha, mà siêu âm mà không phát hiện được dịch nữa thôi luôn là đi học làm gì á. Cũng nói dùng từ đó vô mà tại vì là siêu âm nhạy với dịch mà chị làm mà về mà làm không phát hiện được thôi luôn á. Thì cái siêu âm là gì, ưu điểm của nó là phát hiện sớm chính xác, nó chỉ có gợi ý về tính chất nó dịch là gì thôi chứ mình không có khẳng định đó, không khẳng định cái gì, mình gợi ý thôi đó. Rồi từ đó định hướng tới cái nguyên nhân đó là cái dịch đó là nguyên nhân gì nữa đó, đó. Chứ mình không có xác định chính xác, chỉ gợi ý thôi. Còn cái khâu chuẩn bị thì không cần chuẩn bị bao gì hết, làm bất cứ lúc nào khỏi cần nhịn đói nhịn gì, coi như là siêu âm nó được cái cơ động là phát hiện dịch bụng như vậy. Còn cái hạn chế của nó là gì, cái khả năng phân biệt dịch đó là dịch thấm hay là dịch tiết, rồi xác định cái nguyên nhân đó là gì, là trên siêu âm không có xác định được cái gì, mình chỉ gợi ý thôi nghe, tôi nhắc tới nhắc luôn. Còn một cái nữa là cái số lượng là đánh giá đó, nhiều trung bình ít là do chủ quan của mỗi người. Ví dụ tôi nói tôi làm nói cái này là siêu âm này là dịch ở bụng lượng ít, em này làm nó lượng vừa, bây giờ tranh cãi tới sáng cũng không xong. Thì nếu mà để đánh giá mà để điều trị trên một bệnh nhân đó thì chỉ một người làm thôi. Ví dụ tôi làm bệnh nhân đó ngày trước, ngày hôm sau tôi làm tiếp, cũng bản thân tôi làm luôn, trên cùng một máy luôn, thì mới là theo dõi đó là lượng dịch nó có thể giảm bớt hay là nó tăng lên. Chứ nếu mà ngày hôm nay tôi làm, ngày mai em này đi làm, lên nói cái nữa là rất là khó. Tôi dùng từ gì ha. Còn khi mà làm thì cái nó không đưa ra được một cái chỉ số hoặc là một cách đo, tại vì trong cái bụng thì mình đo không được. Ví dụ là nó nằm trong bàng quang thì mình đo được, nó có giới hạn. Còn dịch trong cái bụng, người đó người mập, người gầy là nó khác nhau nữa. Thì mình sao đánh giá được cái dịch ở bụng đó là bao nhiêu ml ha. Cái vụ này là tranh cãi với nhau rất là nhiều. Có một anh ngoài y Hà Nội, ngoài làm nghiên cứu, công trình của anh nghiên cứu là anh làm là một cái lát cắt trên siêu âm mà thấy được dịch ở bụng á là ra được bao nhiêu ml gì đó, mấy chục hay trăm mấy rồi tôi nhớ không, ra cũng bị tranh cãi gì rồi. Cái đó là cái chủ quan, anh lấy cái bằng chứng gì mà anh nói một lát cắt thấy thì đúng, một lát cắt trên siêu âm đầu dò mỗi lần em đưa đầu dò cái gì đó. Còn nó thấy gì cái nó làm đo đâu đúng. Tôi nói nữa là giữa các em này, em với tôi là nó khác nhau rồi. Người gầy, người mập, nó khác nhau liền. Sao nó giá? Đó. Nên ở đây,
Số lượng thì ở đây mặc định là tôi dùng từ là gì, phát hiện được cái dịch ở bụng nó nằm ở một khoang, một khoang là một mặt cắt của mình thấy một khoang đó thôi, còn qua cái khoang khác không thấy thì là ít, thấy được hai khoang tới ba khoang, hai tới ba thôi nha là trung bình, còn mấy chị đặt vô bụng chỗ nào cũng thấy là nhiều nha. Cái đó thì cho nó cái để ai nói đó thì mình nó thì cái đó là chấp nhận được, tương đối chấp nhận. Cái này là tôi, cái này phần của tôi nha, còn nữa mấy anh chị có thể đi học chỗ khác, người khác đưa ra cái mức khác đó. Cái này mình nói vậy thì anh em tương đối dễ chấp nhận đó. Thì chẩn đoán khi mà áp dụng lên đó thì mình phải quyết định là có dịch hay không, có hay không nha, là mình bắt buộc phải trả lời được siêu âm. Còn nói nó là dịch thấm thì tiết khi máu thì nó chỉ chuối nha. Chừng nào mình chắc chắn dịch đó máu thì mình phải nói máu là khi gì, thấy nó vừa lần cỡ nó có sợi rút riêng, còn ngoài ra mình nói dịch thôi nha. Còn hỏi nguyên nhân từ đâu, no. Mấy anh chị chẳng đoán đúng là không gì nghe, mà sai nó khu vực bụng ra là chết mình đó, nó mở bụng ra không có gì hết là chết mình đó, nó rất là khổ. Còn nguyên nhân đâu thì là tính xa thì cùng mình chỉ có riêng thằng nước ngoài, cái hội mà hội hồi sức cấp cứu của nó, siêu âm trong hồi sức cấp cứu nó chỉ chẩn đoán có và không thôi, còn nó hỏi nguyên nhân gì nó không cần biết, xong nó hướng dẫn cập dò kể cả dịch ổ bụng dịch còn khỏi. Còn mày đi tìm nguyên nhân kể mày, vô đây là tao chỉ cấp cứu thôi, siêu âm đó, chứ siêu âm là không có chẩn đoán đến độ là gì tìm ra nguyên nhân bệnh. Cái này là khi vô đó là gì, phát hiện dịch ổ bụng này trong cấp cứu, để khi đó là cấp cứu bệnh nhân thôi. Chị chú ý chứ đừng có nói là dịch gì rồi cái kia. Thì kỹ thuật thì mỗi đường cắt mấy chị cắt trong ổ bụng thì khi là lượng nhiều lại nói mọi đường cắt thấy hết không phải nghe ít thì nó ở cuối cùng, dùng hạ vị để còn khi cái hình ảnh nó cắt lên thì tôi nói là chị dễ hình dung hơn, còn chứng quy bệnh nhân thì không cần gì hết. Đây cái lượng dịch ở đây gọi là lượng dịch lượng ít là nó làm gì, mang môn sinh là giữa gan với thằng thận, chỉ một đường cắt thấy cái này thôi, mấy anh chị cắt qua bên giữa lắp với thận không thấy, cắt qua dùng thượng vị cũng không thấy dịch ở bụng, thì một khoang một đường cắt là ít. Hoặc là mấy anh chị cắt ở hố chỗ phải thấy được dịch ở hố chỗ phải mà bên trái không thấy mới gọi là dịch ở bụng đường ít. Mấy anh chị hiểu chưa, ở một khoang và một đường cắt thấy, qua cái khoang khác mà không thấy, qua đường cắt thứ hai thì gọi là ít. Còn mấy chị thấy được từ 2 tới 3 khoang thì là trung bình, còn mấy chị đặt mỗi đường cắt đường thấy hết là lượng nhiều, nhớ chưa đó. Đây lượng này lượng ít rồi nè, ở đây nếu một khoang hoặc là lượng ít thì khi đánh giá dịch thì mình nói dịch ở bụng lượng nhiều, lượng ít hoặc là trung bình nha. Dịch có cạn hay không, có rút riêng hay không. Còn nếu mà dịch ở bụng mà lượng từ trung bình nó nhiều thì mấy chị chú ý gì, sẽ thấy được gì, mạc treo dọc mối nó có phù nề hay không, cái phúc mạc thành nó như thế nào. Còn lúc đó mấy chị sẽ thấy được gì, các thành của các quay ruột. Và cái gì cái quan trọng nhất là gì, giúp túi mật. Sẵn đây tôi nói luôn một cái kinh nghiệm, khi mà mấy chị đặt cái đầu dò vô làm siêu âm thì thường thường là mấy chị sẽ cắt đường cắt số 1, số 2, số 3, số 4 tôi không cần biết, và thường thường cắt là dùng thượng vị rồi phải không, cắt qua sừng phải khỏi gan thì mình sẽ thấy được cái túi mật. Và khi đó mấy chị thấy được cái giúp túi mật phù nề
là lúc đó là một cái đánh là cái trong đầu mình suy nghĩ cái rồi không có suy nghĩ nó đập vô mắt mình là phải đi tìm cái dịch ổ bụng trước tiên. Tại vì khi đó mấy chị đó thấy có dịch ổ bụng mà dắt túi mật phù nề là cái chuyện bình thường, là bình thường nha mấy chị. Mà thằng dắt túi mật nó phù nề mà không có dịch ổ bụng mới gọi là bất thường. Còn nếu mà có dịch ổ bụng dắt túi mật phù nề thì bình thường em chứ đừng có mấy chị về sau này làm mà vừa có dịch ổ bụng dắt túi mật phù nề phán vô viên túi mật cắt tổ chấm đó là thật còn chết lớn nữa nha. Cái đó không hề biết chưa nhung dạy mà dắt túi mật có nói không viêm túi mật các ơi. Còn một cái nữa để về sau này về làm khi mà dắt túi mật phù nề là có dịch ở bụng là chuyện bình thường nha, tôi nói chuyện bình thường không có thì lúc đó mấy anh chị đi tìm dùm. Thí dụ là viêm túi mật nó phải có gì, ít nhất nó phải có bùn hoặc là có sỏi. Nếu mà nó không có bùn mà không có sỏi nữa là còn gì nữa, còn gì nó lớn rồi đi cái quyền nó bậy thôi. Cái đó bây giờ là gặp nhiều nhất các em anh chị. Nhấp túi mật của này có ít dịch quanh túi mật luôn. Hai trường hợp xảy ra, nếu mình chỉ đo cái gan to dày khoảng cỡ đó là cái gì, viêm gan cấp. Mà nếu mà gan không to không dày khoảng cỡ là cái gì, viêm tỷ, viêm tỷ sao viêm tỷ đâu đó mật mà. Là sốt xuất huyết. Bây giờ sốt xuất huyết người lớn con nít gì là gặp hết. Hướng tới là gì? Coi lại là sốt xuất huyết. Phát hiện sốt xuất huyết nhờ siêu âm. Đó chú ý nha. Mấy chị về phía dưới làm là gặp mấy này nhiều lắm nè. Đó sốt xuất huyết. Khi mình loại trừ được hết mấy cái kia mà còn lại đó là cuối cùng là cái ông nội sốt xuất huyết á. Thì về làm chú ý cái đừng có còn tự nhiên có dịch tổ bụng tí có dịch tổ bụng cái dắt túi mật phù nề lên phán người ta viêm túi mật cấp y đùng rồi hết vậy á. Đây cái này là dịch nhiều quá rồi giờ biết nhiều quá cái gan khoảng cái này đầy nước cái này. Đây các vị trí nè. Cái chỉ cắt là gì? Tìm những cái khoang là hạ vị, hố chỗ phải, hố chỗ trái, một cái sân là giữa thành lập, sân thành trái. Đó, còn nếu mình chỉ đặt vô trong ổ bụng mới giữa các quầy ruột mà thấy hết thì khỏi nói nó nhiều rồi. Cái vị trí ít là một chỗ này, tất cả các chỗ khác không có nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, để tìm dịch ổ bụng lớn nhất. Tay dịch ở bụng nhiều là thấy là con này là cái gì trong ổ bụng cái đó mặt nói và mặt treo dịch ở bụng. Khi mà một câu hỏi đó nè, quan sát tử cung thấy rõ nhất khi tức là bàng quang đầy nước tiểu, bàng quang nước tiểu trung bình, rồi bàng quang xẹp với cái nữa dịch ở bụng được nhiều thì mấy chị nó quan sát tử cung phần phụ rõ nhất trong trường hợp này. Hả? Dịch ở bụng được nhiều mấy chị thấy được cái tử cung hai cái buồng trứng cực kỳ đẹp chứ không phải bàng quang đầy nước tiểu, bàng quang đầy nước tiểu khỏi xem luôn. Bàng quang có nước tiểu gì vừa chứ nước tiểu nhiều quá cũng coi được tử cung phân phụ. Mà dịch tổ bụng thì mấy chị sẽ thấy được rất là đẹp. Tử cung người hai đường trứng hai bên hai dồi trứng rồi ra rất là đẹp ha. Đi
thi và đẩy dịch tệ đẩy lại cái biết gì không? Sức hết nổi. Đây, chỉ cái này là biết gì? Đúng rồi, mấy bạn nói nè. Dịch ở bụng ngoài được nhiều thì mấy chị thấy được các quay ruột rồi thành các quay ruột luôn á, người thấy được mặt nói mặt treo phúc mặt thành luôn đó. À, lúc đó là thấy được từ cá từ cái thì tôi bụng mình được nhiều lắm. Đây cái gì tôi bụng sơ gan luôn, u gan. Khi thi á thì cái ba cái body mask này đó là nó chỉ thấy này á là cái mặt cắt của người ta này, mặt cắt đầu dò để đâu này. Rồi sau mới thấy cái hình người ta chỉ mũi tên thì mấy chị trả lời ra phải chú ý cái body mask ở đây này. Cái tóm tắt là tại sao mấy chị coi thì tại sao là nó là dịch thấm dịch tiết dịch mũi dịch máu nó rất là khó. Cái chị ngó là thấy không? Dịch thấm thì eco lại khô chóng, dịch tiết mũi dịch máu là kém, là kém với chóng thì sao nó đen cũng gần gần với nhau đúng không? Cái có cạn hay không là tại sao mà mình nói máu được là dịch máu là có cạn nhiều nhất. Cái thứ hai nữa hơi thì là máu cũng hơi nhiều nhất. Huyết viêm thì huyết viêm nó có sợ lượng huyết viêm nên mình mới dám nói là máu. Còn nói nó là thằng gì thấm cũng được là gì cặn nó không có, hơi không có, huyết viêm không có. Còn phù nề quay ruột này có không, còn thằng dịch máu là không có phù nề cái quay ruột đó. Nên chỉ có nó thường ở đây làm đó là khi mà thấy rõ ràng ở đây mới dám nói dịch máu thôi. Còn ngoài ra thì tôi cũng không dám nói ngủ, cũng không dám nói dịch tiết, cũng không dám nói dịch thấm. Là nguyên nhân là vậy á. Đó anh chị thấy cái bảng nè, tôi ngó nó đi. Chỉ có thằng máu này đó là nó khác bên này hết, cái điều kiện của nó. Đây. Cái khúc mạc thành là nó dày lên là có dịch. Thế mà mình thấy được cái khúc mạc thành dùng bây giờ lại nghe. Ủa anh Toàn cái dạy mấy chị bài diễn mùi thừa rồi chưa? Bài không đi quá. Cái gì? Sơ quá. Dạ coi chạy. Sơ quá chứ không phải là một bài riêng. Một bài riêng chứ. Cái này là ổng. Chị không dạy, ổng dạy mấy chị gì vậy? Ổng là thứ nhất là các đường cắt nè, các tổn thương nè, các đường cắt, các tổn thương, rồi hướng dẫn sử dụng máy là ông Quang dạy phải không? Các đường cắt, các tổn thương, ông Quang dạy cái mà sống cơ bản nguyên lý siêu âm. Bài diễn mùi thừa không có dạy. Với cái bài là gì ổng là gì các đường cắt cơ bản, các tổn thương cơ bản. Các đường cắt cơ bản, tổn thương cơ bản. Chấn thương vùng kính. À, bài diễn mùi thừa. Với bài bình án. Thì ông dạy với anh chị gì? Bài cũng chung chung hết đấy. Sao chung chung mùi thừa là bài riêng luôn rồi. Cái bài mùi thừa với ống từ quá là tôi mới hỏi nè. Tại vì khi mà dày thành một mạc hình ảnh này á, là trên siêu âm thấy được thủng lành ngọc. Là ông cái dạy, ông Toàn sẽ dạy bài ống tiêu hóa và viêm ruột thừa luôn. Trời ơi. Vậy rồi mà vậy sơ sơ. Đó nói tới con là không có dạy một bài riêng. Một bài riêng chứ sao? Cái này chương trình bài xây dựng lên mà. Là dạy chung hết rồi, thì là dạy chung hết, khó cả. Vậy là ông vô nó các đường cắt, các tổn thương, ông nói các bệnh này bệnh kia, ông lấn sân qua u gan, u đồ tụt đồ đó hả? Trời ơi, biết sao ông bay gì rồi. Mỗi một bài riêng
thì ổng chịu nhiêu đó thôi. Còn bài về là gan là bắt mà nhung nè, đường mật dung với thận, tôi là bài lắp bài tụy, tình lực tiến bàng quang, bàng quang tình lực tiến, u tuyến tình thận, dịch đổ bụng và dịch màng phổi là riêng mình của tôi. Bác sĩ Âu là tứ cung phụ phụ thai kỳ, bác sĩ Nụ là tiếng giáp tiếng vú, bác sĩ Lựng là bài biểu tinh hoàng, u tuyến thận luôn nè. Còn bữa nay gì là tôi đợi dạy bài đó, tại mới có phần có Lựng nó dạy con bài, tại Lựng nó mới được dạy vì lòng toàn không gạo bài là ta phân cái từng bài cũng vô nó dạy chung luôn trời. Hèn chi cũng thấy ông lấn sân nhiều không, mới cái dạy của vậy ông hỏi mấy anh chị tới bệnh lý này bệnh lý kia ông nói quá trời quá đất, tại vì bài đó bài của người khác chứ phải bài của ông đâu, đứng sau lưng ông cũng nói sao ông dạy gì kiểu kỳ, đứng sau lưng mỗi lần ông cắt cái máy siêu âm á là ông mở là nó hỏi từ lương á, tôi mới hỏi học viên sao biết, tại vì cái bài đó là học viên chưa học thì làm gì học viên biết, mà ông đi nói tùm lum á. Đúng không? Tại vì khi cái bài xong ví dụ bà Nhung dạy bài gan rồi tôi mới nói với anh chị cái bài gan đừng mệt, rất là tới nhiên em cái bài đó cũng như đó. Còn ổng không chỉ là đúng ra là bài cắt đừng cắt các tổn thương các bạn, tổn thương là gì, dặn đặt dặn nang rồi dập vỡ, ví dụ là u thì u gì cũng kém vậy thôi, còn u ở đâu là tùy nữa, ảnh chỉ cắt tổn thương đó thôi đó. Rồi tổn thương ấp xe là gì, ảnh tới hôm nay là cái tục lúc mà rút cái bài chính của ổng là cái bài ổng tiêu quá gì một thờ thì ổng. Còn em khi có cái clip bài học thầy không? Tôi sẽ đưa clip bài học làm gì không có, tôi đưa clip bài học luôn nữa chứ không có bài học bài đó bài gì luôn. Nhưng mà tôi có đưa ông nữa. Có clip bài học. Em nhớ phải có clip từng bài ngày nào. Đâu, cái bài á thì từng ngày là không được. Tôi nói ông từ đầu tôi mới khai giảng rồi. Còn cái bài phân công đó, phân công người nào giảng là tôi phân công đàng hoàng đó chứ. Tại vì khi mà siêu âm là kỹ hơi, mà khi mà thủng tạng rỗng là trên siêu âm vẫn phát hiện được. Là gì? Có một lớp dịch mỏng, hình ảnh siêu âm, hình ảnh X quang là thủng tạng rỗng, hình ảnh gì? Hình ảnh dưới hoành. Còn trên siêu âm là hình ảnh dán màng. Ông Toàn dạy đó không? Nếu mà các tổn thương đó, tôi chi tới ổng luôn á. Có nói dấu dán màng không? Đó, vậy đó. Dấu dán màng là sao? Tại vì là cái bài đó nó sắp vô cái bài ổng từ quá. Ổng từ quá là có hình ảnh gì? Lòng ruột nè, viêm ruột thừa nè, thủng tạng rỗng nè, nhiều lắm nữa chứ. Ông già đã hướng dẫn ông giảng cái chuyện quá trời nên ông giảng từ lưa từ ba bài từ bài chính thì thì nguyên nhân thứ nhất là gì, có thể là chấn thương ha, rồi dịch đó, thì có thể suy dưỡng, rồi bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, bệnh lý về tim mạch. Thế thì những cái nguyên nhân thì có phát hiện được gì tổ bụng đưa đến có gì tổ bụng rồi xong để tôi đưa cái clip về về học cho ông có khó, tại vì nói ngày nào dạy bài nào rất là khó, tại vì khi có hội trường thì khi bác sĩ nó có thì bác sĩ nó cũng dạy bài nào đó có phân công hết đó chứ. Ảnh là phân công là chủ nhiệm lớp phân công.